để trở thành một cái thỏi nam chăm thú tiền bạc. Một số anh chị có chia sẻ với Phúc rằng là chị cũng đã ứng dụng rất là nhiều cái phương pháp về ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút tiền bạc. Chị cũng search trên mạng, chị kiếm tìm rất là nhiều cái phương pháp, nhưng tại sao chị lại không đạt được cái kết quả? Và khi đến với Phúc thì các anh chị đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi và nghi vấn bản thân, nghi vấn về cái luật hấp dẫn và nghi vấn về cả cái sức mạnh tiềm thức và những cái quy luật của vũ trụ. Thì ngày hôm nay thì các anh chị cũng sẽ cùng với Phúc hiểu rõ bản chất của vấn đề và có cho mình một cái cách ứng dụng hiệu quả nhất nhé. Thì các anh chị cần hiểu một cái điều đó là các anh chị biết rằng là mọi thứ xung quanh của chúng ta, từ những cái sự việc, sự kiện, tình huống hay là vạn vật xung quanh của chúng ta cho đến là tiền bạc thì đến từ năng lượng. Và các anh chị hiểu rõ bản chất của một cái thanh 500 thì nó mang từ tính tiền và nó có cái khả năng chỉ hút những cái vật mà nó đang cùng tần số và năng lượng với nó mà thôi. Ví dụ nam châm thu hút được sắt, nam châm thu hút được nam châm, nhưng nam châm không có khả năng thu hút được cái vật bằng nhựa, cái vật bằng thủy tinh, hoặc là cái vật nó bằng giấy, hoặc một số cái vật khác mà nó không có cái cùng cái tần số và năng lượng với nó. Vậy thì các chị muốn trở thành một cái thỏi nam châm thu hút tiền bạc thì các chị phải hiểu được một cái điều rằng là tiền bạc đang ở cái tần số nào, đang ở cái mức năng lượng nào để chúng ta nâng được cái tần số của mình lên ngang bằng với cái tần số năng lượng của bạn, thì tự nhiên tiền bạc sẽ được thu hút về chúng ta. Chứ chúng ta không nỗ lực nhé, chúng ta không nỗ lực để đi kiếm tiền, bởi vì nam châm thu hút tiền bạc hay là nam châm từ tính thì đó là một cái bản chất tự nhiên của nó và chúng ta cũng như vậy. Vậy thì tần số và năng lượng của tiền bạc đó là những cái cảm xúc vui vẻ, những cái cảm xúc thoải mái và nó đủ đầy bên trong của chúng ta. Ví dụ một cái điều ha, ví dụ như các anh chị nghĩ về cái mục tiêu của mình, mục tiêu là ngày 31 tháng 3 năm 2023 này, các anh chị đặt mục tiêu là 100 triệu đồng lợi nhuận được cộng vào trong tài khoản BIDV của tôi. Khi mà các anh chị đặt về mục tiêu này, các anh chị nghĩ về mục tiêu, các anh chị đang có những cái cảm xúc gì? Cảm xúc vui vẻ, cảm xúc thoải mái, cảm xúc đủ đầy, và chúng ta đang sống như thể mình đạt được cái mục tiêu đó rồi, hay là chúng ta đang áp lực, chúng ta đang stress, chúng ta đang không vui? Hai cái tần số năng lượng này trái ngược nhau. Làm sao để các anh chị nâng mình về một cái tần số năng lượng nó bằng với tiền bạc, thì khi đó tiền bạc sẽ tự được thu hút về với chúng ta. Rồi, cũng có một cái bộ công thức để giúp cho các anh chị nâng tư duy của mình lên, nâng cái tần số năng lượng của mình lên để biến mình trở thành một cái năng lượng ngoan cái tiền tính thực hiện, và tiền bạc sẽ tự được thu hút về với chúng ta. Và các anh chị nào muốn nhận được điều này thì có thể comment dưới video này. Và các anh chị ở đây mà thấy được cái video này nó hay, nó giá trị và nó ý nghĩa thì có thể share cái video này đến cho người thân, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình để có thể hiểu rõ bản chất của cái vấn đề và ứng dụng hiệu quả nhất nhé.